kết quả kiểm tra công tác quản lý vận tải tại Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã xác định, tại Hải Phòng đã có số lượng lớn doanh nghiệp vận tải bằng xe container hoạt động không có giấy phép. Tại thời điểm kiểm tra, địa phương có khoảng 7.100 xe container của khoảng 1.300 doanh nghiệp, nhưng chỉ có 46 doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh vận tải với 662 xe container được cấp phép hoạt động, đạt 9,3%. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng lại chưa kiểm tra, xử phạt đối với các doanh nghiệp vận tải container thiếu giấy phép kinh doanh, thiếu tuyên truyền, vận động các đơn vị vận tải hàng hóa bằng container thực hiện quy định về cấp giấy phép nên tỷ lệ cấp giấy phép đạt quá thấp so với yêu cầu. Trước hàng loạt vấn đề buông lỏng quản lý đối với hoạt động vận tải container tại Hải Phòng, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải sẽ đề nghị kiểm điểm nghiêm khắc các cán bộ lãnh đạo từ cấp sở tới các bộ phận chuyên môn của Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng. Bên cạnh đó, yêu cầu sở này ra soát toàn bộ số doanh nghiệp vận tải container chưa được cấp phép, tổ chức thực hiện cấp phép theo đúng quy định. Cùng với Hải Phòng, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và một số địa phương khác cũng bị nhắc nhở việc kiểm tra, xem xét trách nhiệm đối với việc quản lý xe container.